Xin chào thầy và các bạn, em là Nguyễn Xuân Tươi, đến từ lớp IDK43. Hôm nay em xin trình bày về Kama Sutra. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu Kama Sutra là gì. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ta sẽ chia thuật ngữ thành hai phần, Kama và Sutra. Vậy Kama là gì? Kama hay Kama Deva là tên của một vị thần tình yêu thể xác, người cai quản cảm xúc yêu thương của con người, cũng giống như thần Cupid trong thần thoại Hy Lạp. Còn Sutra, Sutra có nghĩa là kinh hay châm ngôn, do đó Kama Sutra có nghĩa là châm ngôn về tình yêu thể xác, kinh hoan lạc hay những bàn luận về tình yêu thể xác của con người. Nghệ thuật liên quan đến Kama rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Bạn có thể nhìn thấy ở các tượng đá được tạc ở các ngôi đền Hindu khi đến Ấn Độ. Nội dung của nghệ thuật Kama được thể hiện qua những bức tượng bao gồm sự tán tỉnh, các cặp đôi đang yêu đương, những cảnh thân mật hay một tư thế tình dục. Đây cũng là nội dung của cuốn sách Kama Sutra. Kama Sutra là một cuốn sách Ấn Độ cổ biên khảo về tình dục, được viết bằng tiếng Phạn, có 7 phần và 1250 khổ thơ. Đây là một trong những cuốn sách lâu đời nhất về tình dục học của nhân loại, cung cấp cho người đọc những kiến thức về tình yêu, quan hệ vợ chồng. Phần quan trọng và nổi bật nhất của cuốn sách kinh điển này là nói về các tư thế quan hệ tình dục được minh họa bằng hình ảnh. Song Kama Sutra không đơn thuần là mô tả, hướng dẫn tư thế như mọi người thường tưởng tượng. Các nhà nghiên cứu cho rằng cuốn sách này hướng người ta đến sự hòa hợp âm dương về thể xác lẫn tinh thần, chứ không đơn giản là chuyện chăn gói. Trong Kama Sutra, tác giả mô tả về các tư thế giao hợp để đạt hoan lạc trong một phần nhỏ của cuốn sách. Phần lớn nội dung Kama Sutra cung cấp kiến thức về cấu tạo cơ thể, đề cập đến diễn biến tâm lý của cả nam và nữ sau khi làm chuyện ấy. Hình tượng nam và nữ được đề cập trong cuốn sách vô cùng hiện đại và tiến bộ. Theo Yasayana, chuyện yêu phải bình đẳng, không thể bị động như quan điểm truyền thống. Đàn ông luôn hoàn toàn chủ động. Do đó, trong xuyên suốt nội dung của mình, Kama Sutra đều khẳng định, nhấn mạnh sự hòa hợp giữa nam và nữ. Ngoài ra, Kama Sutra còn dạy người phụ nữ cách đối nhân xử thế ở nhà chồng, cách tiếp đãi bạn của chồng khi đến chơi nhà. Tóm lại, Kama Sutra không chỉ viết về những hoan lạc mà con người có thể hưởng nhờ năm giác quan, mà còn viết về sex như những thú vui trí tuệ và tâm hồn. Nó không chỉ bàn luận về tình dục mà về cả lối sống, nghệ thuật sống mà những người văn hóa cần biết, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích. Chuyện quan hệ đôi lứa đưa tình dục trở thành nghệ thuật đem đến hạnh phúc của con người. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.